8 cách ăn nói khôn khéo ai cũng phải học. Khả năng ăn nói là vũ khí giúp bạn có thể nhận được sự yêu mến và tin tưởng của những người xung quanh. Cách nói chuyện khéo léo sẽ giúp bạn chiếm được thiện cảm của người mới, từ đó tăng cơ hội mở rộng mối quan hệ. Đồng thời, nó còn giúp bạn giải quyết các vấn đề khúc mắc bằng lời nói để người nghe cảm thấy hài lòng, thoải mái. Trong công việc, giao tiếp khéo léo sẽ giúp bạn nhanh chóng hòa nhập với tập thể và chiếm được lòng tin của đồng nghiệp cũng như cấp trên. Khả năng này cũng cực kỳ hữu ích và cần thiết trong quá trình đàm phán, giúp bạn ngày càng có nhiều cơ hội tốt hơn để phát triển bản thân. Giao tiếp thông minh không chỉ cần thiết trong công việc mà còn vô cùng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Khả năng này sẽ giúp bạn gần gũi hơn với đối thủ và tránh xung đột với những người xung quanh. Nó cũng cho thấy bạn là một người thông minh, nhạy bén và linh hoạt. Đó là lý do tại sao bạn cần học cách ăn nói khôn ngoan. Dưới đây là một số bí quyết giúp bạn trở nên tinh tế và thông minh khi giao tiếp với những người xung quanh. 7 bí quyết học cách ăn nói khôn khéo. 1. Học cách nói lời cảm ơn và xin lỗi. Cảm ơn và xin lỗi là những điều vô cùng cơ bản trong giao tiếp. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cảm ơn và xin lỗi đúng lúc. Vậy nên, thay vì học cách nói chuyện hoa mỹ, bạn hãy bắt đầu bằng cách sử dụng lời cảm ơn, xin lỗi đúng lúc, đúng người. Điều này không chỉ thể hiện sự tôn trọng của bạn đối với người khác mà còn chứng tỏ bạn là người có khả năng nhận thức tốt. Cảm ơn và xin lỗi luôn là những cụm từ cần thiết trong cuộc sống hàng ngày khi chúng ta được người khác làm cho điều gì đó hoặc khiến người khác cảm thấy tổn thương. Lời cảm ơn và xin lỗi chỉ có giá trị khi bạn đặt nó đúng chỗ và đúng người. Để học cách nói chuyện khôn khéo, trước hết bạn phải học cách cảm ơn và xin lỗi một cách thật lòng đúng thời điểm. Điều này sẽ giúp cho đối phương cảm thấy được tôn trọng hơn. 2. Khen nhiều chê ít. Hầu như bất cứ ai trong chúng ta cũng đều muốn được khen. Tuy nhiên, lời khen chân thành khác với sự nịnh bợ. Do đó, bạn hãy tập trung vào những chi tiết khác biệt, cụ thể để khen đối phương. Bằng cách này, bạn sẽ rất dễ nhận được thiện cảm của mọi người. Ngoài ra, hãy hạn chế những lời chê, ngoại trừ trường hợp đó là người thực sự thân thiết và muốn nghe lời góp ý từ bạn. Nhiều người luôn mượn danh nghĩa góp ý để chê bai một ai đó hoặc việc gì đó mà họ làm. Đây thật sự là một điều không nên và cần được giảm thiểu nếu bạn muốn trở thành một người nói chuyện khôn khéo. Vì chê bai, hãy nêu ra điểm mạnh của người đó và sau đó góp ý chân thành với họ. Bạn cũng có thể đồng hành với người ấy để trau dồi và hạn chế khuyết điểm. 3. Tạo không khí vui vẻ, thoải mái khi nói chuyện. Điều này sẽ giúp các bạn gần gũi với nhau hơn. Nếu nói chuyện trong bầu không khí căng thẳng, mọi người sẽ cảm thấy căng thẳng và gánh nặng, dẫn đến giao tiếp không hiệu quả. Có nhiều chủ đề khác nhau, bạn có thể chủ động thay đổi để cuộc nói chuyện trở nên sôi nổi và thân mật hơn. Sẽ luôn có những người trong một tập thể, chỉ cần họ nói ra câu nào thì mọi người đều sẽ bật cười. Đây không phải là sự vô tình mà đều là do cách mà họ giao tiếp. Sự khôn khéo trong cách dùng từ ngữ và ngữ điệu sẽ giúp cho bầu không khí căng thẳng trở nên thoải mái hơn. 4. Thôi phàn nàn. Mỗi người đều sẽ có những khó khăn riêng trong cuộc sống. Đó chính là lý do mà không phải ai cũng muốn nghe bạn tâm sự về những điều khổ tâm của mình. Việc này sẽ khiến cho người nghe phải tiếp nhận một lúc nhiều thông tin tiêu cực và khiến họ mệt mỏi. Từ đó đối phương sẽ dần không muốn tiếp chuyện bạn nữa. Để nói chuyện một cách khôn khéo hơn thì hãy nhìn mọi chuyện theo hướng tích cực.
nếu muốn chia sẻ về những gì mình đang gặp phải thì chỉ nên tâm sự một cách có chừng mực. Nếu đó là người thân hoặc bạn thân, bạn có thể tâm sự với họ một cách nhẹ nhàng nhất, dễ dàng nhất, nhẹ nhàng nhất có thể. Nếu bạn không biết kiềm chế và kiểm soát bản thân, đối phương sẽ cảm thấy mất thời gian, chán ghét và không muốn liên lạc với bạn nữa. 5. Biết đặt câu hỏi. Trong giao tiếp, việc đặt câu hỏi thể hiện bạn quan tâm và thích thú với vấn đề đang thảo luận, đồng thời cũng giúp bạn chủ động hơn. Bạn cần đặt câu hỏi phù hợp với tình huống, hỏi đúng người với thái độ chân thành, tích cực. Tránh hỏi những câu liên quan đến đời sống riêng tư của người khác. Chỉ nên hỏi những câu liên quan đến học tập và công việc. Học cách nói chuyện một cách khôn ngoan bằng cách tập trung vào thời điểm thích hợp để nói chuyện. Chọn thời điểm thích hợp để nói là điều đầu tiên bạn cần chú ý trong quá trình học cách ăn nói thông minh. Cảm xúc của con người luôn thay đổi. Vì vậy, bạn cần quan sát đối phương và nói chuyện với họ đúng lúc. Đưa thông điệp của bạn đến đúng người vào đúng thời điểm giúp bạn tạo ấn tượng tốt trong mắt mọi người. 6. Biết cách lắng nghe. Học cách nói chuyện khôn khéo không có nghĩa là bạn chỉ chú ý đến lời nói của bản thân. Trong bất kỳ quá trình giao tiếp nào đều có sự tham gia giữa người nói và người nghe. Vậy nên, hãy học cách lắng nghe chân thành, cố gắng thấu hiểu và chia sẻ đúng lúc để đối phương cảm thấy được sự tôn trọng từ bạn. Làm được điều này không khó để bạn có được cảm tình cũng như sự tin cậy từ người khác. Mỗi cuộc trò chuyện liên quan đến một diễn giả và khán giả, hãy cố gắng thực sự lắng nghe, đồng cảm và chia sẻ khi thời điểm thích hợp để đối phương cảm thấy được tôn trọng, tin tưởng và gần gũi với bạn hơn. 7. Không làm phiền khi người khác đang nghỉ ngơi. Trước khi bạn muốn học cách nói chuyện khéo léo thì hãy học cách tôn trọng thời gian riêng tư của người khác. Điển hình như là việc không đề cập đến công việc khi đã tan ca, không làm phiền người khác khi họ đang nghỉ ngơi, không nói chuyện về những chủ đề mà đối phương không thích. Bạn có thể ngắt lời họ nếu việc đó thực sự cấp bách và cần thiết. Nếu nó không quan trọng, bạn có thể di chuyển nó để họ có thể tận hưởng những ngày nghỉ. Trong kinh dịch có câu, người hiền lành ít lời, kẻ bất an nhiều lời. Một người càng bốc đồng, họ càng thích tranh giành lời nói với người khác. Còn một người trưởng thành, họ sẽ biết im lặng đúng lúc và luôn trầm lặng. Người xưa đã dạy, nước sâu thì chảy chậm, người khôn thì nói ít. Vì vậy, học nói chỉ mất 2 năm, nhưng học cách im lặng thì phải mất cả đời. Người khôn ngoan mang tất cả tài sản vào trong đầu, đó chính là giá trị của sự im lặng. Người khôn ngoan luôn biết im lặng trong 6 thời điểm này. 1. Khi có thể im lặng thì đừng tranh luận. Có một câu chuyện thế này. Có một bậc thầy cờ vua, nổi tiếng khắp nơi về tài năng của mình. Một lần có người đến thăm ông với một hộp cờ vua và hỏi rằng: ông là bậc thầy về cờ vua, ông có thể cho biết trong ô cờ có bao nhiêu quân không? Bậc thầy cờ vua mỉm cười: có 181 quân đen và 180 quân trắng, tổng cộng 361 quân. Người đàn ông vặn lại: không đúng, chỉ có 360 quân thôi. Sau đó, anh ta lấy một quân cờ giấu trong tay. Các học trò đứng xung quanh thấy vậy, bèn xông lên nói lý lẽ. Không bên nào chịu bên nào, tiếng cãi cọ càng lúc càng lớn. Một lúc sau, người thầy cờ vua chủ động nhận lỗi. Quả thực là ta không có năng lực. Sau khi nghe điều này, người đàn ông hài lòng rời đi. Người học trò thấy kỳ lạ, bèn hỏi: rõ ràng là người đó đến đây để gây chuyện, sao thầy lại nhận lỗi vậy thầy? Sư phụ cười nói: đã biết hắn vô cớ tới đây gây sự, ngươi vì sao còn tiếp tục dây dưa với hắn?
Nếu không làm vừa lòng hắn, có nói lý lẽ 3 ngày 3 đêm, hắn cũng sẽ không rời đi. Làm vậy sẽ chỉ lãng phí thời gian của mình mà thôi. Côn trùng mùa hè không thể nói lên bất cứ điều gì. Bởi vậy việc tranh luận với những người không cùng tầng thứ chỉ là một sự lãng phí thời gian. Mỗi người có một mức độ nhận thức khác nhau. Nếu bạn tranh luận ở các mức độ khác nhau thì sẽ giống như chơi đàn cho một con bò. Nếu bạn nói quá nhiều sự thật, họ sẽ không thể tiếp nhận nổi. 2. Khi bạn đang tranh cãi với người tức giận, hãy im lặng. Một số người có xu hướng sử dụng sự tức giận như điều gì đó buộc người khác phải lắng nghe họ. Một số đang vật lộn với nỗi buồn và tổn thương của chính họ, và một số khác dường như thích thú với chính cơn giận của mình bởi họ thấy mình thật oách. Dù lý do là gì chăng nữa, hãy tránh tranh cãi với những người đang tức giận. Mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, và thậm chí nếu bị cuốn vào sâu, bạn còn chuốc lấy sự tức giận của họ và làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Bạn sẽ không thắng nổi cơn tức giận khi đối mặt với một người đang giận dữ. Có một cách giúp bạn giải quyết cơn giận dữ, đó chính là im lặng, từ chối tham gia vào cuộc tranh cãi. Một cách khác có phần khó hơn là đáp lại sự tức giận của ai kia bằng lòng tốt của bạn. Nhiều người nghĩ rằng khi họ la mắng và tức giận, bạn cũng sẽ nổi điên và khiến tình hình căng thẳng hơn. Nhưng khi bạn đáp lại họ bằng sự tử tế, họ hoàn toàn cảm thấy bất ngờ và không biết phải làm gì tiếp theo. 3. Khi bạn định nói dối, hãy im lặng. Nhớ rằng, một khi mọi người phát hiện ra bạn đang nói dối, bạn sẽ không bao giờ nhận được sự tin tưởng hoàn toàn của họ nữa. Ngoại lệ đối với quy tắc này là khi điều đó quyết định sự an toàn của cá nhân bạn. Nếu nói dối là cách để bạn giữ an toàn cho bản thân mình, bạn có thể lựa chọn. Tuy nhiên, đa phần các tình huống sẽ không đến mức đó. Bạn cũng không nên tham gia vào những lời nói dối hay chiêu trò của ai đó. Tốt hơn hết là bảo vệ sự trung thực của chính mình bằng cách im lặng hoặc từ chối trả lời. 4. Khi người khác nói về vấn đề mình không am hiểu. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Người khôn ngoan chỉ nói những điều mình biết rõ và hoàn toàn im lặng đối với những gì mình không biết hoặc mơ hồ. Đừng ảo tưởng mình là bách khoa tự điển. Nhà bác học Edison nói, điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước, điều chúng ta không biết là cả đại dương. Còn hiền triết Socrates thừa nhận, tôi không biết gì cả, đó là điều tôi biết rõ nhất. Chỉ là người bình thường, chúng ta càng cần khiêm nhường mà biết im lặng. 5. Khi bạn đang tức giận, hãy im lặng. Giận dữ là một cảm xúc lành mạnh và hoàn toàn bình thường khi lúc nào đó bạn cảm thấy tức giận. Tuy nhiên, điều không lành mạnh là khi bạn hành động hoặc nói khi tức giận vô cớ. Chúng ta thường dễ bật chế độ phòng thủ, chuẩn bị chiến đấu với người khác khi tức giận, và điều này càng khiến việc giải quyết xung đột trở nên khó hơn rất nhiều. Hai bên có thể xảy ra tranh cãi vô nghĩa hoặc đi vào bế tắc. Nếu bạn cảm thấy mất kiểm soát hoặc bực bội, hãy cho bản thân một chút thời gian để hạ nhiệt. Nói với người đối diện rằng giờ bạn đang không đủ bình tĩnh để trò chuyện và cần một chút thời gian. Nếu đối phương không muốn như vậy, sẽ tốt hơn khi bạn tự thoát khỏi tình huống đó để lấy lại bình tĩnh. 6. Khi người khác không cần mình góp ý kiến, hãy im lặng. Đừng bao giờ xía vào chuyện của người khác hoặc tò mò chuyện của họ. Và lại, nói nhiều thì sai nhiều, nói thiên lệch thì mất lẽ chính, nói hoanh hoang rồi đến chỗ đuối, nói xiên xẹo rồi đến chỗ sai trái, nói giấu giếm sẽ đến chỗ cùng. Sibin nói, đàm luận khiến người ta hiểu biết, nhưng im lặng là trường học của sự khôn ngoan. Im lặng còn là yêu thương, tha thứ và là cuộc sống. Tuân Tử dạy, im lặng lắng nghe, ghi nhớ, hành động và khôn ngoan là 5 cung bậc khác nhau của trí tuệ.
có thể coi đây là ngũ cung sống của cuộc đời. Tóm lại, im lặng là một nghệ thuật kỳ diệu và là cách thể hiện văn hóa cao cấp. Nói ra được thì tốt, nhưng có khi im lặng lại tốt hơn. Ta nên học cách lắng nghe để hiểu, dừng lại để thương. Nhưng khó đấy. Bài học này chỉ dành tặng cho những ai đã biết buông bỏ ngạo mạn, biết đời sống là vô thường bất chợt. Ai cũng chỉ sống một lần trong đời, vì thế đừng lãng phí thời gian hay bất cứ giây phút nào bằng cách trì hoãn hay chìm đắm trong những nỗi buồn vì gặp phải điều gì đó không như ý. Ai cũng có thể rơi vào trường hợp đó, bạn không phải là người duy nhất, vì thế đừng để bản thân tuyệt vọng. Có câu hình ảnh đáng giá hơn vạn lời nói, nhưng đôi khi chỉ một câu nói có thể thay đổi cả một sinh mệnh. Thật vậy, thực tế đã chứng minh không ít trường hợp bị tổn thương tâm lý vì bị chê bai ngoại hình hay thanh thiếu niên tự tử vì những câu nói trách móc do không đáp ứng được kỳ vọng của bố mẹ. Tuy nhiên, cũng có những lời nói thức tỉnh cả trái tim của một con người đang tuyệt vọng nhất, khiến họ tìm thấy ánh sáng của cuộc đời và vực dậy sau giông bão. Dưới đây là 8 câu nói có tác động mạnh mẽ nhất có thể làm thay đổi cuộc đời bạn theo chiều hướng tích cực hơn. 9 câu nói đơn giản mà có sức mạnh thay đổi cả cuộc đời bạn. 1. Hài lòng với mọi thứ, cuộc sống sẽ luôn vui vẻ. Người ta thường nói, biết hài lòng với mọi thứ, bạn sẽ luôn vui vẻ. Câu này quả không sai. Chúng ta sẽ cảm thấy vui vì có một tâm hồn giàu có và thoải mái. Mặc dù không có nhiều của cải, thu nhập cũng không phải quá cao, nhưng việc biết đủ sẽ giúp chúng ta không phải lo lắng quá nhiều. Những người biết hài lòng với mọi thứ, tuy nghèo về vật chất nhưng đổi lại có trái tim giàu có. Người tham lam có khi vật chất đầy nhà nhưng tâm hồn lại nghèo khó đến mức đáng thương. Sự giàu có thật sự đó chính là sự giàu có về mặt tư tưởng tâm hồn. 2. Hiểu rõ rằng bản thân mình chỉ là khách qua đường, không cần phải tính toán được mất thiệt hơn. Trong đời này không cần thiết phải tính toán từng ly từng tí, như thế sẽ khiến bản thân mình thêm mệt mỏi. Tuổi đời không quá trăm, sầu trong lòng ngàn năm, bách sự tòng tâm khởi, nhất tiếu giải vạn sầu. Nếu bạn nghĩ rằng tất cả chúng ta đều là khách qua đường lướt qua vội vàng, đến thế gian chỉ để loanh quanh một vòng, thì có chuyện gì đáng để bạn lo lắng tính toán nữa đây? 3. Hãy đến nơi mà bạn được chào đón, chứ không phải nơi mà bạn phải chịu đựng. Bạn đang cảm thấy chán nản, sa sút tinh thần mỗi khi đến nơi làm việc. Môi trường làm việc này không phù hợp, không cho bạn được quyền nói lên ý kiến cá nhân, luôn sắp đặt và bạn đang bị cô lập, bế tắc khi không được phát huy hết khả năng của chính mình. Cách tốt nhất dành cho bạn là thay đổi chỗ làm, đến một nơi bạn được chào đón và quan trọng hơn cả là bạn luôn cảm thấy được thoải mái mỗi khi làm việc ở đó. 4. Đừng tốn thời gian để phàn nàn trước mọi khó khăn. Sự than phiền xét về mặt cảm xúc có thể giải tỏa tâm lý cho con người, nhưng giải tỏa rồi mà không thể tìm được hướng giải quyết phù hợp thì cũng vô nghĩa. Cuộc sống chẳng bao giờ là dễ dàng, chẳng bao giờ thuận buồm xuôi gió 100%. Muốn thành tài phải chịu được cảm giác nếm mật nằm gai. Trước khi kêu ca phàn nàn với người khác hay chờ mong sự giúp đỡ từ người xung quanh, hãy tự đứng lên và đi bằng chính đôi chân của mình, xử lý vấn đề bằng một bản lĩnh riêng. Hãy nhớ rằng, mỗi khó khăn trong đời đều là một cơ hội để rèn luyện và chứng tỏ bản thân là một nấc thang để chúng ta bước lên đỉnh kim tự tháp xã hội. 5. Bạn vẫn có thể sống hạnh phúc và khỏe mạnh ngay cả khi bạn chỉ kiếm được bằng nửa số tiền người khác kiếm được. Vấn đề không phải bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà là bạn làm gì với số tiền bạn kiếm được và bạn tiêu xài nó như thế nào. Có người hoàn toàn có thể làm một việc mà họ chán ghét,
80 tiếng một tuần để nhận mức lương cao, nhưng tiêu tiền vào những thứ mà họ không khi nào có thời hạn để tận hưởng. Nhưng có người chỉ làm 30 tiếng mỗi tuần, lên một kế hoạch đơn cử để đi du lịch định kỳ và tận hưởng cuộc sống, niềm hạnh phúc. Sự độc lạ trong chất lượng sống không phụ thuộc vào số tiền bạn kiếm được, mà là cách bạn kiếm tiền và sử dụng tiền. 6. Học cách lựa chọn phân biệt nặng và nhẹ, chủ yếu và thứ yếu. Cả cuộc đời con người, có người theo đuổi những căn nhà hay pháo đài lộng lẫy, có người lại thích phong hoa tuyết nguyệt, lều hoa ghế đá, choáng choáng hơi say, hát một khúc ca, uống một ly trà, an nhàn thoải mái. Nhà ở thoải mái thuận tiện là được rồi, cần gì phải lầu trên lầu dưới. Một khúc ca, một ly trà, nuôi trồng hoa, chăm nuôi cá, hưởng thụ vẻ đẹp của tự nhiên cũng là một điều vô cùng tốt đẹp. 7. Học cách lèo lái cuộc sống của bản thân. Chúng ta không phải lăn lộn mỗi ngày, cũng không phải mỗi ngày đều phải chịu khổ, mà là hưởng thụ từng ngày một. Đây chính là kinh doanh ngày tháng của bản thân mình. Có một trái tim đơn giản, bạn sẽ có suy nghĩ kinh doanh cuộc sống. Có cuộc sống đơn giản, bạn sẽ có thời gian hưởng thụ đời người. Trần thế có quá nhiều hỉ nộ, có quá nhiều buồn vui, cũng có quá nhiều phiền não và đau khổ. Vì vậy, bạn phải sống thật đơn giản mới có thể vui vẻ thoải mái. 8. Những điều vĩ đại thường bắt đầu từ những thứ nhỏ, vì vậy đừng bỏ cuộc. Amazon, Apple, Google và rất nhiều công ty tỷ đô la khác đều khởi nghiệp từ gara ô tô hoặc phòng ngủ. Nếu điều này không truyền cảm hứng cho bạn, thì không điều gì hoàn toàn có thể. Tất cả những công ty này đều khởi đầu từ khi rất nhỏ, và hãy xem chúng đã tăng trưởng như thế nào lúc bấy giờ. Đừng khi nào từ bỏ nếu bạn đang khởi đầu từ một việc làm trọn vẹn vô danh. Những điều vĩ đại luôn có một mở màn nhã nhặn. 9. Hãy sống cho ngày mai. Người mê muội sống cho ngày hôm qua, người có tham vọng sống cho ngày mai, còn người sáng suốt sẽ sống cho hôm nay. Ngày hôm qua đã là quá khứ, là tờ chi phiếu quá hạn. Ngày mai vẫn chưa đến, giống như tờ chi phiếu không thể rút ra, chỉ có sống cho hôm nay mới là điều thực tế nhất.